Chào mừng các bạn đã đến với khung giờ của tri thức quanh ta. Các bạn ơi, không biết hồi bé các bạn từng ước mơ được đi du lịch tới nước nào nhất? Tôi thì thích đi Mỹ nhất. Vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì nền văn hóa đa dạng phong phú, các món ăn tuyệt hảo, rượu nho đỉnh cao của nơi đây rồi. Thế nhưng quan trọng nhất, đất nước này giàu nước đổ phách luôn. Vậy các bạn có biết lý do tại sao nước Mỹ lại giàu như vậy không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Ok, lý do khiến cho Mỹ trở thành một nước giàu có và hùng mạnh như vậy, trước tiên phải kể đến sự thuận lợi trong vị trí địa lý. Nước Mỹ nằm tách biệt và được bảo vệ bởi hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Do vậy, quốc gia này chẳng những không bị tàn phá bởi chiến tranh, ngược lại còn thu được vô số lợi nhuận trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thảm họa do chiến tranh gây ra đối với các nước khác trên thế giới, chắc không cần tôi phải nói nữa nhỉ? Các bạn cũng biết là nó vô cùng khủng khiếp rồi, đúng không nào? Trong khi Anh đang trọng thương, Liên Xô sức đầu mẻ tráng thì Mỹ vẫn ung dung kinh doanh buôn bán. Mặt hàng buôn bán tất nhiên là vũ khí và phương tiện phục vụ chiến tranh rồi. Các bạn ngoại quốc cứ yên tâm đánh nhau đi, còn khoản cung cấp vũ khí thì đã có Mỹ lo. Ông bà ta có câu đục nước thì béo cò, quá không sai. Mỹ đã tận dụng tình hình để trở thành kho cung cấp vũ khí phục vụ chiến tranh toàn cầu và thu được 114 tỷ đô la chỉ nhờ vào việc bán vũ khí cho các nước tham chiến, đồng thời còn trở thành chủ nợ của các nước châu Âu. 114 tỷ đô la đấy các bạn ạ, à. Thật là một con số đáng gờm, đúng không nào? Nhờ vào nguồn lợi nhuận khổng lồ này, Mỹ có được bước đệm tốt nhất để vươn lên đứng đầu thế giới về sự giàu có. Nhưng có phải các bạn đang nghĩ rằng ở một đất nước luôn tập hợp đầy đủ vũ khí, bom nguyên tử cùng chế độ quân sự hùng mạnh hà khắc như thế thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh liên miên và người dân sẵn sàng nổ súng, đoan đoảng vào đầu nhau, hay những cuộc biểu tình đòi quyền lợi đẫm máu hay không? Ồ không, thực tế thì ngược lại luôn nha. Tuy tồn tại những 50 bang lớn nhỏ khác nhau, nhưng nước Mỹ vẫn luôn được coi là đất nước có nền chính trị ổn định bậc nhất trên thế giới luôn đó. Từ khi thành lập chính phủ năm 1776, nước Mỹ chưa từng có cuộc đảo chính nào với mục đích lật đổ chính phủ hay biểu tình đòi thay thế người cầm quyền. Để loại bỏ chế độ độc tài, hiến pháp, Mỹ quy định mỗi tổng thống chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ thôi nhé. Tin tôi đi, nếu ông nào muốn làm hơn thì tự khăn gói sang nước khác mà tranh cử làm tổng thống tiếp nhé. Còn nữa, nếu đã nhắc tới kinh tế chính trị thì không thể thiếu văn hóa giáo dục được. Phân tích về nguyên nhân này, chúng ta cần biết Mỹ vốn là đất nước có nền văn hóa đa dạng, tồn tại rất nhiều giáo phái với những tín ngưỡng khác nhau, tập hợp được nhiều cách tư duy và sức mạnh từ mọi nơi. Có lẽ vì được sinh ra và lớn lên trong môi trường của một quốc gia tư bản hùng mạnh, nên tư duy của dân Mỹ rất sâu xa và thường tính đến lợi nhuận lâu dài. Người dân Mỹ luôn giữ vững tinh thần khởi nghiệp, thích mạo hiểm, thích thử cái mới, liên tục cập nhật và có luật bản quyền chặt để bảo vệ sáng chế. Mỹ luôn luôn đón đầu trong những phát minh về khoa học công nghệ, hệ thống máy tính hay nguồn năng lượng mới là nguyên tử. Hầu hết phát minh của Mỹ đều được mang ra thương mại, sáng chế, sẽ bán lấy tiền với mục đích thu về lợi nhuận cho quốc gia, dùng lợi nhuận sinh ra lợi nhuận. Tôi bán chất xám và công sức của chúng tôi cho các anh phải trả chúng tôi tiền hoặc đem thứ gì đó có giá trị tương ứng ra đổi giá, chứ không bao giờ chỉ dùng đạo lý miễn phí để giao dịch. Đặc biệt, Mỹ sẵn sàng bỏ ra con số hàng tỷ đô la để đầu tư cho các quỹ học bổng, thu hút người giỏi trên toàn thế giới. Cụm từ du học Mỹ đã trở thành cái gì đó rất đỉnh cao và đi kèm cơ hội làm việc tốt khỏi chê. Vì vậy, Mỹ không lo thiếu nguồn nhân tài cống hiến. Nếu còn trẻ, mình cũng phấn đấu để săn được học bổng Mỹ các bạn ạ. Như vậy rõ ràng Mỹ chính là một quốc gia mà ở đó ai cũng có cơ hội làm giàu một cách công bằng bác ái. Sự thành công của một người dựa vào năng lực thực sự của người đó, chứ không phải nhờ vào nguyên tắc nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba trí tuệ đâu nhé. Vì lý do này, người ở khắp nơi trên thế giới mong muốn được nhập cư vào Mỹ ngày càng nhiều, rất nhiều nhân tài phục vụ dưới chính quyền Mỹ và làm giàu cho đất nước của họ. Thật tuyệt vời đúng không các bạn?
Tóm lại, các bạn có thể nhận thấy có tất cả 4 lý do cơ bản khiến Mỹ vươn lên trở thành một quốc gia giàu có như hiện nay là: thứ nhất, do không chịu tác động của chiến tranh, ngược lại còn trở thành chủ nợ của nhiều nước trên thế giới. Thứ hai, do nền văn hóa đa dạng, tư duy, con người sâu sắc, luôn luôn tính tới lợi nhuận lâu dài. Thứ ba, do Mỹ là một quốc gia đề cao sự công bằng bác ái và có nền chính trị ổn định, nên không dễ xảy ra các cuộc biểu tình hay đảo chính. Lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất. Mỹ tập trung đầu tư vào con người, thu hút được người tài ở khắp nơi trên thế giới đến học tập và làm việc phục vụ cho quốc gia này. Ok, các bạn đã hiểu rõ rồi chứ? Thời lượng của video tới đây là hết rồi. Đừng quên đón đợi những video bổ ích vào kỳ tới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.